nói thế nghe chẳng chúng tôi mắc bệnh gì. Ở đâu trên khắp thế gian này khi có bệnh tật, bác sĩ là người dành thật sự sống cho bệnh nhân. Chúng tôi làm việc từ cái tâm, đạo đức nghề nghiệp cứu sống nhiều bệnh nhân, chăm sóc người bệnh như người thân. Ta nên nhớ đạo đức làm thầy, nói thế nghe chẳng chúng tôi mắc bệnh gì. Ở đâu trên khắp thế gian này khi có bệnh tật, bác sĩ là người dành thật sự sống cho bệnh nhân. Chúng tôi làm việc từ cái tâm, đạo đức nghề nghiệp cứu sống nhiều bệnh nhân, chăm sóc người bệnh. Làm thầy.